thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sữa bi đỏ ngay tại nhà, cực kỳ đơn giản hiệu quả giúp con tăng cân. Nguyên liệu đầu tiên thì bao gồm là bí đỏ sáp nha các bạn. Bí đỏ thì mình sử dụng bí đỏ sáp như thế này. Bí đỏ sáp là loại có gai sần sùi như thế này. Khi nấu nó sẽ dậy mùi thơm và rất là béo. Thứ hai đó là lá dứa, mình đã rửa sạch rồi. Thứ ba đó là sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường thì mình sử dụng gói như thế này. Thứ tư đó là sữa đặc. Sữa đặc thì mình sử dụng sữa ống thọ nha các bạn. Mình sử dụng nửa chén sữa ống thọ tương đương 125ml. Và để nấu được 1kg bí đỏ như thế này, mình sử dụng 11 chén nước. Lấy chén ăn cơm mình để đông nha các bạn, 11 chén nước. Thì bí đỏ, việc đầu tiên thì các bạn có thể là hấp hoặc là xay. Hấp xong rồi xay hoặc là luộc lên rồi xay, tùy theo ý của các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Để tiết kiệm thời gian thì mình luộc nha các bạn. Mình sẽ luộc bí đỏ với 4 chén nước. Đây là 4 chén nước. Mình đợi sôi, sau đó thì mình sẽ bỏ lá dứa nè. Đây, lá dứa để cho nó dậy mùi thơm. Mình sẽ nấu cho đến khi bí đỏ mình nhừ đi. Sữa bí đỏ rất là dễ làm. Khi nấu xong thì các bạn có thể để nguội và cho vào chai, sau đó chúng ta phải bỏ vào tủ lạnh cho nó mát cũng sẽ ngon hơn. Có thể các bạn sẽ uống kèm với đá. Ở đây mình đang nấu cho nó sôi đây các bạn. Đây là bí đỏ chúng ta chuẩn bị sôi rồi. Các bạn nhớ để sôi khoảng từ 5 đến 10 phút là bí đỏ nhừ là được. Thank you.
như thế nào, tầm 5 đến 10 phút. Bí đỏ đậm nền lên các bạn. Đây. Để chúng ta tắt bếp nha. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi xay cái bí đỏ như thế nào. Xay nhuyễn nó ra. Tại vì cái này đang nóng quá thì mình sẽ cho một ít nước nguội. Nước nguội của 7 cái chén nước. Đấy, mình để lại đó. Mình sẽ cho nước nguội. Cho cái bí đỏ này vào.
ta sẽ lọc cái nước này. Chỗ này chúng ta sẽ nấu sữa luôn. Một chút muối nha các bạn. Và lá dứa. Khi nấu cái này thì các bạn phải quấy liên tục nhé, chứ không nó sẽ bị xít ở dưới cái nồi. Màu rất là đẹp không ạ? Nếu các bạn thích uống ngọt thì các bạn có thể cho thêm một ít đường cát hoặc một ít đường phèn. Còn nhà mình uống không ngọt nên mình chỉ dùng sữa đặc, không biết sữa tươi để tạo độ béo và độ thơm thôi. Ngọt thanh thì các bạn có thể cho thêm một ít đường phèn như thế này. Một tí xíu nữa mình sẽ thử, nếu như mà nhạt quá thì mình có thể cho thêm, còn không thì thôi. Phải quấy đều tay không là nó sẽ bị cháy ở dưới cái đáy xong. Cái sữa mình nó sẽ không có được ngon. Nhiều ngọt quá thì các bạn có thể vớt bớt đi nhé. Lá dứa héo thì chúng ta có thể vớt ra được rồi nhé. Các bạn chỉ cần để cho nó sôi lại là được.
thơm luôn nha các bạn. Đây, cho làm như thế này. Giờ thì mình sẽ thử để xem là nó nhạt hay nó vừa thì chúng ta mới thêm được. Thôi lạc nha các bạn. Mình cho thêm vô đường phèn nhé. Với ta thích đường là các bạn đã xong rồi. Vậy là chúng ta đã có một nồi sữa bí đỏ rất là thơm ha. Rồi em sẽ múc ra ra đây thử nhé. Nhìn thấy không ạ? Và đây là sữa bí đỏ mà mình đã nấu xong, cực kỳ thơm ngon ạ. Nếu các mẹ thấy thích cái clip này thì có thể nhấn đăng ký theo dõi, like, share để xem nhiều cái clip hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.